Tiếp theo đó là lệnh acetylcholine, tức là nó sẽ cho phép mình add thêm một cái độ dựa theo cái chuẩn mà mình chọn. Thì đây gọi là bạn chọn vào rating này và chọn acetylcholine. Đầu tiên bạn phải chọn cái chuẩn trước. Ví dụ bạn muốn ghi chuẩn theo hôi theo bạn chọn đây trước và chọn vào cái vị trí điểm cần hẹp vào. Tương tự như vậy, bạn muốn hẹp vào theo vertigo, bạn chọn